Đây món huyết chân không? Đúng vậy này. Hấp dẫn nha. Cái mình lụm cái đây trước coi. Mà cái nhà hàng gì đó cái kia đi. Thử trước lên, thử trước đây này. Cảm giác sao này? Rất kỳ thiệt á. Mà anh em nha. Làm lần 4 năm trái vậy này. Ok, thơm. Không biết nước quyết chừng. Ừ kiểu á. Qua này để cái ớt lại cho nhà chủ nhà nha, qua này hết cái ớt ra này. Lập lên hai. Đã. Ớt ớt đây cây không mà sao làm lần. Kê đi. Để em thử chút coi. Kê ở nhà không mất chỉ thiền á. Kê á. Ớt thơm ngon giòn.